Plus, pin 4500mAh, camera kép, giá 2,99 triệu đồng. VinSmart mới đây đã âm thầm công bố mẫu smartphone giá rẻ mới nhất của mình là VinSmart Joy 2+, Joy 2+. Plus. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc Joy 1+ năm ngoái, mang theo những nâng cấp về màn hình, cấu hình, camera và đặc biệt là thời lượng pin. Mặt lưng của VinSmart Joy 2+ vẫn được làm bằng nhựa với cụm camera kép đặt dọc như Joy 1+, máy có 3 màu sắc là xanh đen, xanh và đỏ. Khác biệt lớn nhất về thiết kế của Joy 2 cộng so với Joy 1 cộng nằm ở mặt trước. Khi Joy 2 cộng sở hữu màn hình giọt nước thay thế cho tai thỏ lớn của Joy 1 cộng, màn hình của Joy 2 cộng có kích thước 6.2 inch, độ phân giải 720 x 1520 và công nghệ IPS LCD gần như không thay đổi so với Joy 1 cộng. Cũng như những chiếc smartphone Vsmart trước đây, Vsmart Joy 2 cộng sẽ chạy Android 9.0 với giao diện VOS 2.0 và những tính năng mới như thao tác điều hướng cử chỉ, ứng dụng kép. V Smart Joy 2 Plus có giá 2,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 2GB và sẽ sớm có mặt tại các đại lý bán lẻ trong thời gian tới. Máy sẽ có chế độ bảo hành 18 tháng, một đổi một trong 101 ngày đầu tiên.